phần là cổ này, một phần là từ mắt xuống cằm này, một phần là từ là trên trán. Mình đi đến đâu mình bôi kem lên đấy. Chính vì thế nó hay béo đấy. Lạnh trên tay đúng không? Khi bôi kem này mình phải nói với khách là kem nó hơi, tại vì có tinh dầu nữa nên là nó hơi dâm gian một tí, hơi chích chích ấy. Chị có cảm giác thấy không? Có. Thế nóng nóng ở ngực. Chị cầm cái ấy về chưa? Cái thái dương luôn. Cầm cái kẹp đấy thích hơn đúng không? Tại vì cho lên thái dương tí nữa mình đi thông thái dương thì tí nữa mình kéo mình nâng cơ mình kéo tất cả dùng về thái dương thì nó mới tiếp nhận được. Đa số khách đi giảm đùi là đùi người ta đã to rồi đúng không? Người ta đã nghĩ đến giảm đùi, đùi phải to lắm rồi chị. Mềm trước là mềm người ta. Cái đùi em này cần em yến đấy. Xoay tròn. Xoay tròn từ đây. Cái yến nhưng yến nó to hơn là bình hơn. Từ bàn tay chị xoay tròn này, tuyệt đối không đi với cằm. Cằm này tí nữa mình đi là để cho đẹp da. Thực ra muốn giảm vẫn được đẹp khoảng là béo. Cằm đi nhiều nó vẫn bị bẹp tròn cằm. Làm xong là tím hết cả đùa. Đúng rồi. Tím ngắt hết từ trong ra ngoài tím hết. Đi làm mềm thì mình kết hợp mình dò điểm tắc nghẽn cho khách này. Và mình đẩy bé này, sật sật chưa? Chị nghĩ là răng hay là hàm gì chứ? Có là cơ răng, có là cơ hàm, cái xương quai hàm ấy. Nhưng mà điểm tắc nghẽn là nó bám vào đấy. Mình là máy tác dụng quai hạch nên nó mới tím thế. Như kiểu ở lưng ấy chị, nó mọc ở dưới ấy, sát sát nhá. Cái tím đấy là... Thế vì sao mình cứ càng ngày má mình càng hốt mà cái gò má nó lại cao lên. Vừa xoay tròn vừa đầy nè. Đẩy nó xuống rồi. Vâng, hơi hất hất cái máy này. Đầu em rất khốn nạn. Chỉ hết cuối tháng. Không, em mua rõ rồi. Thế nhưng mà sao nó chỉ tập trung vào hết trong một tháng hết luôn. Hết đường đấy là đi sang phần lên phần rãnh cười này. Đầm lên rồi đúng không? Đầm lắm. Cầm máy bây giờ trông nhẹ nhàng nhỉ. Đẩy ra ngoài. Vừa xoay tròn vừa tịnh tiến xuống mà lại vừa đẩy ra ngoài. Nếu mà tịnh tiến xuống nhưng mà thẳng là vào răng của khách này. Đúng không ạ? Đấy nên mình vừa xoay tròn mình vừa đi ra ngang này. Theo cái khuôn của rãnh cười khách là mình đi. Có cái gì ra đằng sau ấy kia rồi. Quan sát xong là người ta ném linh tinh theo ý của người ta đúng không? Không. Chị nếu nó ở cái cầu giấy chị như nào? Nếu nó đằng sau cái cầu giấy đấy chị nào? Chị bay thử nói cái tăng cân giảm cân để mình em xem ạ. Tăng cân giảm cân á. Chị cứ để chị nói điều chỉnh lại cái hệ chuyển hóa trao đổi chất của mình. Đây, hồi mà cao thì mình đi tròn là mình đánh nhiều phần này này. Không phải là mình giảm ăn uống. Đó là sụp xương xuống luôn hả? Thực ra cái gò má này nó trên lớp xương là một lớp cơ nữa. Mình mà đánh mềm được cái cơ này là mình miết xuống thì nó mới đỡ được. Xong lại quên rồi. Tại vì là cái cơ thể của mình ý, nó theo cái nó là
trình mình hấp thu năng lượng, nhưng mà nếu như không tiêu thụ được thì nó sẽ tích tụ ở đấy và nó sẽ gây ra dạng là béo phì. Còn nếu như mà mình hấp thụ vào mà mình tiêu thụ đi được thì nó sẽ, cái cơ thể của mình nó sẽ được ví dụ như cái thực đơn ăn giảm cân thì sao? Thực đơn ăn giảm cân thì buổi sáng là mình sẽ ăn trứng, buổi trưa là từ 1 đến 3 ngày đầu ấy thì mình sẽ là ăn trứng, buổi trưa là ăn thịt gà, ăn ức gà, bò, buổi tối là ăn rau. Thì trong một bữa ăn thì mình chỉ ăn được một món, mình không hạn chế cái số lượng mình ăn, tức là không hạn chế cái số lượng mình ăn vào. Thế còn các ngày sau? Đến hết là mình mới tập trung cứu. Làm mềm chỗ nào thì mình chăm cái chỗ đấy nhỉ. Đấy. Đây. Bò. Cá. Cứ đi hết mặt như vậy. Vâng. Thế là những ngày sau thì mình cũng ăn một mình điêu khắc mặt cho khách thì mình biết được cái khuyết điểm của họ ở đâu thì mình tập trung vào phần đấy. Không nhất thiết là phải là một cái mặt mà mình đi đầy đủ các bước. Ví dụ như là hôm mình làm cho khách thì mình chỉ nhặt tầm 1-2 bước rồi mình đi. Phần rãnh cười thì mình tập trung nhiều phần rãnh cười mình sẽ cải thiện cho khách. Mấy cô Hảo Hảo. Thế ví dụ giảm cân thì mình phải kiêng những cái gì ạ? Tuyệt đối tránh những cái gì? Xong rồi hả? Chưa. Kể là giảm cân, giảm cân thì mình sẽ kiêng thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt, đồ nước ngọt, nước cola. Châm cứu xong rồi ta nâng cơ. Thế thôi. Nâng cơ bước đầu tiên là mình đi từ cầm này, mình đi này, mơn man này, cái này đẹp da thôi này. Đẹp da. Không được ăn mà cái đầu cái máy là nó hơi chúc vào đầu môi một tí này. Rồi mình nâng này, mình nâng thẳng. Chị chỉ cần nói cái loại tinh bột thôi, còn mình kể ra làm sao nó vô vàn lắm nhỉ. Nhiều. Tinh bột dạng bánh mì, khoai tây, khoai lang này. Khi nâng cơ mình phải nâng cơ mạnh hơn một chút đấy chị. Khách nào mà thái dương không hóp thì mình lôi giữ nghỉ ở chân tóc ở đây, mang tai đây. Còn nếu mà như trường hợp của chị, nói chung là phải tùy từng cơ thể của khách. Còn như trường hợp của chị thì em sẽ nâng lên và em giữ nghỉ ở thái dương. Giữ nghỉ ở thái dương như thái dương đầy này. Đấy. Ừ. Chị tưởng giữ nghỉ thì nó sẽ không đầy chứ, phải hắt nó lên thì nó mới đầy chứ. Không, em cứ giữ nghỉ. Và có một cái nữa lưu ý. Tất cả đều dồn về thái dương. Là mình phải ăn thế nào? Tay mặn nhờ. Đúng rồi, phải khi, thế chị ạ. Khi kéo cơ là mình tưởng tượng như là mình kéo hết được tất cả các thịt này, thịt của khách này, nâng đi xong rồi mình lượn theo cái xương gò má này đi lên này. Đau thật. Đấy. Chị làm sao vừa ra sinh phần nhờ thì nhé. Bây giờ ạ. Đây, xong tiếp tục là làm ở mép này. Ở mép thì cơ mép là xoay tròn đúng không ạ? Đi theo đường tròn này. Đi tròn. Nhiều người bị sệ chỗ mép thì mình cứ đi tròn nhiều. Không phải ra tí đâu thì vào đâu chị. Bảo đang làm người mẫu thì có gì thì nhắn tin được. Đây. Không, việc không nhắn tin được. Sẵn. Liên quan đến phòng kỹ thuật ấy. Tất cả đều nâng thẳng. Nâng thẳng lên. Phải phía hết vào máy. Thế thì gì đấy, thay dương. Phải giữ nghỉ ở đấy. Mình đi làm sao mà máy mình có thể mình hất được thịt của họ lên ý. Đấy. Hết mép xong đến bây giờ mình cải thiện phần rãnh cười. Rãnh cười sâu thì mình sẽ cà này là đi này. Khi nãy làm mềm là mình đi tròn đúng không ạ? Bây giờ mình tạo form thì mình sẽ đi miết như thế này. Đi thẳng. Tịnh tiến này. Nâng lên qua vùng má hất lên.
vẫn có tiếng vo ve trong cái ổ máy nhỉ. Gần tai để nghe được. Mình đi thật nhiều à. Thường thường là họ có tuổi này rãnh cười của họ rất là sâu. Nhiều người còn đi tiêm chất làm đầy ấy nhỉ. Đúng rồi. Tiêm cho nó đỡ rãnh cười. Chị đang tính qua Tết đi tiêm đấy. Chị đang tính hả? Ừ. Đây tí chị xem nha. Tí em làm cho chị xem chị có phải đi tiêm không. Tiếp tục về gần gò má này. Gò má mình lại đi răng ngang. Ai gò má cao là mình đến gò má mình xoay tròn này. Xoay tròn nhiều, lôi lên. Đây, đấy. Hết về phần răng cơ thì bây giờ ta đi mũi.